sự quản lý chặt chẽ của các ngành trong việc khai thác vận chuyển cát sông, các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm qua mặt lực lượng chức năng nhưng vẫn bị phát hiện bắt giữ. Chiều 6 tháng 7, Phòng Cảnh sát Đường Thủy Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ 3 xà lan vận chuyển số lượng cát trên sông Tiền sử dụng quá đơn không hợp pháp. Trước đó, thực hiện kế hoạch phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về khoáng sản trên đường thủy nội địa tỉnh An Giang, sáng ngày 4 tháng 7 trên sông Tiền, đoạn thuộc thị xã Tân Châu, tổ công tác trạm cảnh sát đường thủy Tân Châu trong lúc tuần tra kiểm soát phát hiện 3 xà lan số hiệu tỉnh Bến Tre chở khoảng 1.000 mét khối cát có biểu hiện nghi vấn, cát không rõ nguồn gốc, tiến hành dừng phương tiện kiểm tra. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện 3 xà lan đều chở quá vạch dấu mớ nước an toàn, thuyền viên không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng và không có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Tại thời điểm kiểm tra, các thuyền trưởng xuất trình được 3 hóa đơn giá trị gia tăng. Tuy nhiên, qua tra cứu phát hiện cả 3 hóa đơn đều không hợp pháp và không chứng minh được nguồn gốc số cát trên. Tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và bàn giao vụ việc cho công an thị xã Tân Châu tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định.